thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21 tháng 12, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các trung đoàn và trải qua 3 phần thi. Bằng hình thức liên hệ, vận dụng thực tiễn và sân khấu hóa, các đội mang đến hội thi nhiều tiểu phẩm và các tiết mục văn nghệ tự biên cùng nội dung tuyên truyền 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những chủ trương giải pháp phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kết quả việc thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, đặc biệt tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan đơn vị trong sư đoàn. Tham gia hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, bản thân tôi tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu và tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử truyền thống trong gần 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội. Và cũng thông qua hội thi lần này thì tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong trung đoàn có cái lý tưởng sống cao đẹp, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của quân đội Cụ Hồ. Để đạt kết quả tốt trong hội thi, các đơn vị xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, lựa chọn hạt nhân tuyên truyền, hạt nhân văn nghệ là cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên địa phương, đơn vị kết nghĩa, dàn dựng chương trình công phu, chất lượng, có tính nghệ thuật cao, tạo sự hấp dẫn và tính tuyên truyền lan tỏa sâu rộng. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.